Kim Giao, Kim Giao, vậy Nam dắt con lên nha, hay sao? Vậy thì con ngồi yên một chỗ được không? Đúng không? Con ngồi, con quan sát con mấy. Nam con muốn ta cờ. Nè, con đi vô ruộng rửa tay đi, con dơ con ăn sô cô la nó đi. Nè, nhìn cái miệng con nó dơ lắm, đây nè. Thấy không? Ghê lắm, đi vô rửa tay đi con. Đây. Kim Giao, chị Nam nói đi vô rửa tay nghe lên. Nam đi vô toilet rửa tay đi con.